Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 hàng năm là tháng tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ. Ngày 27 tháng 7 năm nay 2023 là kỷ niệm lần thứ 76. Ban biên tập Chân Dung Bạn Thơ kính mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Khói Nhang Xám Trời, tác giả biên tập viên Nguyễn Thu Hải, trình bày biên tập viên nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng, video biên tập viên Trịnh Ngọc Dung và Ghi Nguyễn. Ở đâu như đất nước tôi, chiến tranh chống Mỹ chia đôi nhà mình. Anh em cùng mẹ cha sinh, trở thành đối thủ nhục vinh khác đời. Thân gầy nước mắt mẹ rơi, khói nhang hai đứa san trời quê hương. Các con nằm lại xa trường, cha đi tìm kiếm dọc đường gian nan. Ở đâu mà mọi thôn làng, nơi nào cũng có nghĩa trang diệt thân, nằm lẩn khuất xa mồ, hồn hoang quanh quần từ thu đến. Nhớ nhà con muốn về quê, mẹ cha tìm mãi đi về tay không. Tóc xanh mong đợi tin chồng, giờ đầu xương phủ vẫn không hết chờ. Lang thang hồn lạc bơ vơ, nén nhang ai thắp ngóng chờ bóng. Ra đi vì nước vì non, hồ sơ thất lạc giờ còn mông lung. Trích ngang khi ở dây lưng, giờ đang vùi lấp ở lưng chừng đồ. Bao từ vẹn vẹn mấy lời, phía nam hai chữ xong rồi là bao năm rong ruổi long đong, vào nam ra bắc cha không thấy gì. Người viết bao từ cũng
viết xong ngã xuống ai ghi mỗi ngày. Trên từng mỗi tấc đất này là xương trộn máu những người xa xưa. Thân nằm phơi nắng dầm mưa, cây vàng gió hú lưa thương dãi dầu. Dân tôi khăn trắng chít đầu, tang đen đính ngực nỗi sầu nặng. Thế giới hỏi có nơi đâu, phương Tây phương Bắc thay nhau quấy rầy. Thua đau nên chúng càng cay, chúng phá hoại suốt từ ngoài vào trong. Tàu đang lấn chiếm biển Đông, Tây đang xuyên tạc thành công của mình. Dân tôi từ thuở bình minh đã đuổi xâm lược giữ gìn non sông. Tây tàu tất cả nhọc công, cuối cùng cũng phải đi không về tàn. Hà Nội, tháng 7 năm 2023. Ban biên tập chân dung bản thơ trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.